nhiều tiếp. Đâu xanh lớp lên xấu. Còn tay quá. Không, nhưng làm cái gánh không. Không đi qua. Không đi xanh còn có lỡ đỡ hơn. Đây đen xanh chứ trắng hơn rồi. Nó không thấy gì ta. À lon bắt ai đi xuống. Đó, nhưng vừa bển đen nó kêu mình ngồi luôn. Nghe nó rửa. Cục gạch đâu luôn? Mất luôn rồi. Đi là mất chỗ ngồi luôn rồi. Đằng kia kìa. Chỗ đen. Đó, dướng. Dướng. Rồi. Rồi, vừa năm nữa coi rồi. Đó, chết mẹ, chết mẹ, chết mẹ. Ông đi xuống luôn rồi. Đó, 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 đó. Chết mẹ, chết mẹ. Chết mẹ, chết mẹ. Rồi, dướng rồi. Chết. Chết con mẹ rồi. Tới cục cứt rồi. Mình luôn như vậy. Gió lên. Gió cũng không được lớn lắm, vừa vừa. Cái lèo kia vẫn còn hợp luôn. Không muốn thả đi. Cái chừng có ổ bí luôn. Do cái đầu nhiều mà. Có ổ làm bằng sông lá luôn á. Chú ngay vậy? Đây nè. Bay qua đầu. Đây nè, ở đây nè. Bằng đầu, bay qua đầu hợp. Lấy nó bay qua luôn. Đông hết rồi. Nói chung là nó nằm như vậy đó, nó hợp à. Lát đi giờ nằm luôn. Nãy giờ nó nằm cái nó hợp xuống à. Giờ mày quấn hả? Đó, cắt lên á. Thì cũng cắt lên á. Luôn hả? Mẹ bữa đi luôn. Ờ, nghỉ mẹ đi. Lớp học tới bên nhà luôn. Kêu mày hả? Ừ, ông đó, ông lấy quần của tao đó. Ủa, thả cầm kiệu về con. Sợ gì? Thằng kia ở đây một trường. Còn ghê. Xa gần. Gì đó. Bây giờ bỏ dậy cho hay ha. Không, nó đi mà ngõ sao quá, nó quăng vô, nó ra, quăng vô cái, nó quăng lại, nó vô. Nhiều hả, được, nó đem vô trường hả? Thả được. Được chứ. Thả đâu. Đó tụi kia thả. Cái sân trường lắm. Lắm. Ở sau, quý trồng chạm, bây giờ nó phan hết luôn rồi. Rồi nó kéo một đà là kéo lên rồi, xa lắm. Cái giờ nó chơi, chơi thì mấy ông thả. Giờ cắt lên nữa, được ghê. Nó hẹp đi, nó dài. Anh Danh, nhớ không quá không anh Danh? Anh kia anh thả diều riết luôn, anh để cộng sổ riết luôn à. Con tức kêu luôn. Ba nó kiện thưa vô cô á. Thả diều vậy á, giết một. Thả hay lắm. Ông bố bạc cái gì, ông mang diều cừ. Nó nói trời ơi, ông mang diều heo là cái gì đấy. Ở trong ông ơi, bác tên ông cũng có nhiều sáo trong. Đúng rồi. Ê, ông có bác. Hả? Đây dưới con mà. Đó tao cọc có rồi. Thôi vậy. Gánh dây ăn thôi gì đâu. Không dám hả đâu. Hả ba cái cô giáo. Ông hả mà ông có dân dân. Tại vì hỏi thả ra ba đám nít nó mơi. Đầu nó không học được. Nhiều khi nó ngồi trường nó nghe kêu. Nó đóng cái sổ lẽ rồi. Dồn. Nó đem rửa vô, đem che vô chút dân. Có tình trẻ nó luôn mày, hôm qua lớp tao nè. Rút căng qua cầm nó luôn hả? Ba đem dao biết lại luôn. Đúng. Bàn mở đọc đèo 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 vậy. Mưa nhiều lắm nữa hả? Không quen chứ ai? Đúng rồi, anh đi kia cà chết chở đi học lớp 6 vậy luôn à. Lớp 6 vô tại trường luôn à. Mày mốt tụi bay học á, bay kiếm một câu rồi lấy vô giữ á. Mày học một câu rồi đâu, mày đem một câu vô. Đóng kính lại luôn á. Của tụi bé. Cái gì mà này chưa làm vòng nào ha. Năm ngoái con mang lớp 7 hả? Cái lớp 8 á. Bảy. Ờ đúng rồi lớp 7. Nó nhận nó lên à. Mấy cái hàng mấy bữa ra đây mua diệu 200. Cái thằng mà lớp 6 mua diệu 2. Nó nói thật lập lèo riết nó bẻ luôn rồi. Lập đầu hả? Cái gì? Nó nói thả
thụp lèo cái không mẹ mày ai biết nữa. Anh nói tới thả diều con nít quá. Thả ro cho con diều gặp đầu. Không có nó cầm có miếng dây à. Thả diều giật. Không lên ta. Đi, thôi dời. Ngồi đi làm gì? Hơi nắng hay gì đây? Đi tới mấy bạn. Dời. Không phải con giáo thích thôn mà con về. Con Trang, con giáo á. Thu về cho con mấy bạn. Chả gì, nó đem cho phòng thiết bị nó quan trọng á. Mấy trái banh tao không? Ba trái cũng... mà ông bây giờ ông đem cho phòng thiết bị hết mẹ rồi. Cắt cho mua. Dạ vậy ông đem phòng thiết bị rồi. Bảo vệ bên mình lắm. Đúng rồi. Đi chạy xe nhìn mặt lên trời. Láo lắm mày. Ông đó ông nào qua là ta? Hỏi. Con ông hỏi á. Thôi á. Con ông già chứ dễ thương. Hỏi là đã bao giờ mất đúng rồi ông hồi nách á em gì có thầy bệnh á sao cũng lên trời lên nó cạo mà đúng không ở ngoài ông lập ông làm gì quần thầy bệnh á ngoài cái bún á ông quần thầy bệnh á ông nó chịu nó chấp gì quần chứ thầy bệnh á tha là chắc nghe nhà giàu quá đam mê là không dễ á giàu gì ông vô đó làm ông mà chém được mình mà chém không được im thiệt không em hả ông em im thiệt mà sao tại sao không ghét dở ổng mà dép được mình dép được sáng ông mình dép không đỡ luôn mình mới dép chữ gì đi mấy giờ năm rồi ba giờ chờ một phút ra em về không bốn giờ con Vũ Lâm đúng không chó này giật gì thôi kéo chơi đụng xuống bắt gió lên vậy con bắt quá là chết luôn xuống thịt leo chạy chạy đi được kéo được rồi bỏ ai ai nó hỏi mà nó bị gì em mày cứ để nó cho nó rơi tự do luôn kéo lên luôn rớt luôn mày bị gì á hỏi gì bị gì mày cứ để cho nó rơi tự do luôn như tao vậy công ty tao nếu cần nó dùng nó cũng rơi tự do tôi tắt chế độ tự dùng. Cho con queo rồi. Thì ta được 5 con. Cho con 200 mấy con queo. Cho nó cho con queo lấy 50. Không mày hay nó queo hả mày? Anh đi mua diều về bút con niên đối thường mình sao không à? Diễm ngon. Không anh cho ta nữa. À cho. Hôm qua tao chọc anh đi cái đụng quá nhớ ngộ bộ. Mấy bữa á, cũng hai chứ thứ ba gì nha. Khôn á, dịu khôn á. Năm bự về chứ. Ê cha, bự quay. Thấy không, dịu ông ba xa hơn à. Đó. Dịu bự xa hơn. Hộp leo quá xa ơi. Má gì tao dịu cắt mày. Dễ rồi nữa hả? Ui da. Ừ, lên ạ, cắt lên ạ. Lên dân nó kêu đó. Dì nào dân lên kêu dữ ạ. Giang, bốn mùa miền Tây nó mua bán dìu sáu bằng giá học sinh, dìu sáu mét rưỡi, 320. Nó ship tới cho mày cái gì? Học sinh, giá học sinh.
học sinh chừng trăm mét rưỡi sao phun chất bôn. Phun chất bôn là 500 có giải luôn. 300 rưỡi. Hiện tại đây cái cổng viên có gió lộn văng á, cứ xuyết xuống cái văng trắng nó xuyết cũng vậy luôn, mình nó gãy ba nó chắc lại trên nặng gió luôn. Mất tiêu bây giờ nó cũng nhẹ gió, nhẹ gió mà sườn nhỏ xíu à, sườn nó nhỏ mà nó tròn. Nó qua trong rẫy chạy chạy cái nó quay như nhào vậy đâu, tập thêm hết gió hả, hết vậy đã dân nó tập thêm vậy đâu, nhưng mà mình thèm nói vừa đầu à, từ em một hết một gió rồi đây đầm ơi. Vậy bữa thay dân khác nữa, đem cái dân này cô khô qua đây kiếm này làm cái dân cố định của nó đó, có dân cô khô con khô eo nó mặt cung quá là gãy luôn. Mày gắn được sắt á. Mai em đem văng xuống trên coi, coi nét coi. Nhưng mà nó vừa nhiều. Ừ, hôm qua thả nó vừa, hôm qua thả văng nó phải. Rô tiếp năm rô. Rô nậu mà rô dữ rồi. Rô quấn nha. Ừ, thả. Vừa thả là vừa 1 mét thả, thả cái văng, văng. 1 mét thôi hả? Văng nó có 1m7 à. Vừa tầm 1 mét được. 1m2 2 xăng 3 xăng. Văn không nữa 1m2. Cái văn có 1m7 không rồi. Anh cho là 3m4 luôn, cung lên luôn sườn. Ừ. Sườn đó mà đó cái chút con diều đó là cái sườn 1m3. Cái văn con diều cho hậu á, con diều sữa xanh đó hả, con diều đó hả, lớn tí văn đã đó có thái chữa đó xanh sẽ nó cho hậu rồi gãy sườn. Nay có ba con nhà ông cột giùm dặn con thả với con mì cũng đen hả, thưởng trắng đỏ đó ba đâu làm đâu đỏ bự rồi hả chiều đó sao chấp cứ chấp mà nó gãy đúng là một chỗ luôn à, che lốp mẹ che tư lốp mẹ che tư không che nó chạy ngắt luôn á, vô chặt là nó khô trên cây luôn rồi. Từ bữa mà chấp tới giờ quá. Chấp tới giờ là chấp thả đó. Vũ làm cho không? Đúng rồi. Một chút sườn giỡn rồi, một chút sườn dẹp dễ gãy. Không bẻ ngược. Không bẻ. Không bẻ cúp vô cái tre vô vậy không? Mặt tre nặng hoài không? Cái mặt tre thẳng vậy nè. À. Bẻ cúp vô. Con vũ theo từ đó luôn. Người tao bẻ thì người tao bẻ ra cái ra hoài. Nó nằm ở hoài. Ở hoài theo vô. Cứng. Còn không cái đó lợi dụng che mỏng á nên cái đó nó đừng có cướp lại à. Tại che đó nó khô quá, nó già quá. Không lắm. Vậy có chừng chút như nè. Bỏ xuống kia chặt cái che nhìn đá thèm luôn. Cái văn đó kêu nghe ngộ quá chứ. Ờ chứ đây 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 đây. Ở tôi thử đằng kia chứ. Mày là không dám thử đằng kia. Ba bỏ đi rồi, nó ba bỏ đi rồi còn mẹ nó. Mày thử đằng kia. Ổng ẩu kẻ
em lại rồi. Mày cao quá. Hai tay cầm cái nước. Rồi quá xa luôn. Dướng không? Còn dướng đâu? Gặp mấy con này nó kéo quay mặt sát luôn. Cái chúa. Cái gió đẩy rồi. Mày nó không video đến đây kết thúc các bạn ơi. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Rồi, chào tạm biệt. Hôm nay gió ít quá.